Rồi hai đứa bao lâu rồi cưới nhau? Em không có cưới, em đi theo. Tức là mẹ nuôi của con hả? Nuôi bao lâu? Nuôi từ lúc 4, 5 tuổi. Trời ơi, rồi mẹ ruột con đâu? Mẹ mất lúc 5 tuổi. À, rồi gia đình con giờ với còn ai? Con cha. Với ai nữa? Với anh chị em. Rồi, từ đó về làm dâu luôn. À, theo rồi về, không, về... nó đâu đâu có dám bị ở sát bên mà đâu dám về đó chú. Hai đứa nó sắp xếp sẵn kia. Thì bà nói giờ á, để con này á, nó đi làm, bà không chờ đó nữa. Đưa cho con này đi làm, rồi thằng này á, để từ từ đi. Tôi coi được á, tôi cho tới. Bà giao con này đi, cái con này nó sợ quá đi. Nó không chịu đi nghe lời bả luôn. Cuốn đồ đi rồi, đằng này mình thì cũng người lớn mà. Mình nói thôi con, từ từ đi. Cái gì cái thì giờ con nghe lời thử trước cái coi sao. Bây giờ con cứ việc nghe lời gì hai con đi làm đi. Rồi cái thằng này nè thì lo làm ăn kiếm tiền đi. Rồi từ từ để bả cho thì mình bước tới chứ đừng có đi như vậy. Không, cái tánh bả con biết vậy nè. Đi là đi, một hay đi. Trời ơi, hai đứa nó xách cái xe chạy đi, cái tôi ngồi sụm xuống luôn. Thấy nó khờ quá thì cũng không có chấp nhất gì trơn á. Nó muốn nói gì nó nói rồi cũng qua la chứ không có bắt bẻ, không có khó dễ nó. Nó có nấu nướng gì lo cho gia đình gì không? Bây giờ thì biết nấu rồi, nhưng mà lúc mới về không biết gì hết. Nó giữ con nó còn thấy không xong nữa đó. Qua nhà nó cái thấy đồ đạc cũng không được sạch sẽ, mùng gối nó cũng đóng bụi rồi. Nó con ơi con, có con nít con kỹ kỹ giúp con lấy ba cái đồ này con đi giặt đi cho nó sạch sẽ. Con nít mà mình không khéo là nó bị tay chân miệng đó con. Đúng rồi. Cái nó nín thinh à, nó không trả lời cho vốn. Cái tôi suy nghĩ chắc là không có tiền mua xà bông, thôi để ngày mai đi chợ mua bịch xà bông. Mua bịch xà bông đem về cho nó rồi xong tha gì á. Nó là con dâu mà nó hỏi mẹ chồng đúng không? Nó hỏi ba chồng qua cái nó hỏi cha ơi cha, giặt đồ sao cha? Chào chú Quyền Linh, dạ. Chào cô Lê Lộc. Dạ chào cô, chào quý vị khán giả. Dạ. Chào chú Quyền Linh. Dạ, xin mời chị Lê Lộc. Bây giờ thì cô giới thiệu mình cho mọi người cùng biết rồi. Tôi tên Tạ Thị Kim Anh, đến từ Kiên Giang. Năm nay tôi 56 tuổi. À. Dạ, xin mời chị ạ. Em tên là Lý Mỹ Nhân, em 24 tuổi, ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Nhân làm dâu của mẹ bao lâu rồi? 4-5 năm rồi chị. Dạ hả? Mình có em bé chưa? Có cháu 4 tuổi. Đầu tiên mà cô gặp con dâu, cô có ấn tượng gì với cô gái này không? Lúc đầu tiên á là con trai không có nhà mà nó ở gần cái bên á, mình cũng đâu nghĩ nó là dâu mình đâu. À, ở gần bên nhà đó hả? Gần ở phòng trọ cách hai phòng mà nó phòng cuối, thì nó đi ra đi vô cái nó nhìn nó, mình mới dọn về nhìn cái nó cười. Cười mà nó cười cái nó cúi xuống liền bẽn lẽn nhìn thấy thương lắm. Cái nó thấy có đứa cháu ngoại của tôi á. Cái nó qua nó thấy thương quá, nó nựng nó ẩm về, nó còn mượn ẩm về nựng riết. Cái anh trai đi Hà Nội về mà nói tình cờ thôi chứ cũng không có nghĩ là kêu con trai mình chọc, tự vì nó nhỏ tuổi lắm, còn thằng kia nó cũng lớn hơn cũng nhiều tuổi. Mình cũng không nghĩ tụi nó thành nhau nữa. Cái nói vậy nè, nhỏ đó dễ thương. Nói có nhiều vậy thôi đó hả? Nói vậy thôi. Sao không biết nó bắt bén, cái nó từ từ nó bước ra cửa, cái nó ngó qua ngó lại mà thấy gì cũng không biết gì. Cái sau đâu ít hôm sau cái nghe ta lại ta mét, ta nói con trai của bà đó quen với cha con của bà hai phòng cuối kìa, nó vẫn uống quán cà phê á, coi chừng bả bữa nào chết. Cái xong cái cũng về hỏi cái nó nói đâu có gì đâu, thì vẫn đi uống cà phê rồi nói chuyện chơi có gì đâu. Mới đầu thì vậy nha, tới lui thì nó cũng bình thường, nó cũng nựng cháo, nó bồng qua chơi bình thường vậy đó. Cái đùng một cái nghe gì của nó, mẹ nuôi của nó đó, la đó, mà không biết cái gì, cũng ở gần thôi, mình biết la thì người ta la con, la cái, người ta không biết la cái gì. Cái xong tự nhiên khóc rồi xong cuốn đổ đi. Có điện thoại về nó kêu, anh vợ, anh tính sao anh tính chứ vợ hả, em bỏ nhà đi rồi. Cái thằng trai nói, mẹ, Ngân nói nó tính sao tính chứ giờ nó bỏ nhà nó đi. Ủa, làm gì bỏ nhà nó đi? Rồi nó đi đâu? Nó nhỏ xíu, nó đi tầm bậy tầm bạ không có được đâu. Kêu thôi con răng kêu nó về đi, đừng đi tầm bậy tầm bạ. Tự gì không có bà con dòng họ gì hết trơn, mướn trọ ở không bà con dòng họ chứ mà đi đâu. Cái điện thoại con trai hỏi giờ hai đứa con đâu, cũng còn ở ngoài đường. Cái thôi vẫn về đi. Rồi về đây tao hỏi chuyện. Về cái hỏi giờ tụi mày tính sao? Cái nó nói giờ mẹ em không tới à, lão bỏ nhà đi. Rồi cái mới quay qua hỏi rồi con sao? Mày có thương nó không? Thì con thương, con mới nói với mẹ. Rồi giờ mẹ qua mẹ nói chuyện đi chứ không thôi để nó đi. Nói giờ hai đứa bay có thương chặt lòng chưa? Còn nói thẳng trời nó thì mẹ thấy nó không có đẹp nha. Mày thương nó nhỏ lắm, tội nghiệp lắm. Mày thương nó phải thương chặt lòng, nó cũng mồ côi mẹ đồ này.
lỡ có cái chuyện gì bỏ con ta tội chết. Nói vậy xong rồi cái nó cũng nói thì con thương thiệt, con mới kêu mẹ, cái xong cũng bậm mồi hen đi qua nói chuyện gia đình của Ngân, nói chuyện với mẹ nuôi của Ngân. Nhưng mà bà không đồng ý, bà nói không được đâu, tự vì tôi thấy thằng này là gái gú nhiều quá đi, tôi không chịu. Bà dứt khoát không chịu, cái hồi cái bà thả con Thồng để từ từ đi. Rồi bao lâu rồi bà mới cho? Bà không có cho luôn. Không cho luôn. Rồi hai đứa bao lâu cưới nhau? Không có cưới, anh đi theo. Tức là mẹ nuôi của con hả? Nuôi bao lâu? Nuôi từ lúc 4, 5 tuổi. Trời ơi, rồi mẹ ruột con đâu? Mẹ mất lúc 5 tuổi. Rồi gia đình con giờ với còn ai? Còn cha. Với ai nữa? Với anh chị em. Rồi từ đó về làm dâu luôn. Theo rồi về, không về. Nó đâu có dám bị ở sát bên mà đâu dám về đó chú. Hai đứa nó sắp xếp sẵn cái thì bà nói giờ á để con này á nó đi làm, bà không chờ đó nữa, đưa cho con này đi làm, rồi thằng này á để từ từ đi, tôi coi được á tôi cho tới. Bà vào con này đi, cái con này nó sợ quá đi, nó không chịu đi nghe lời bà luôn, cuốn đồ đi. Rồi đằng này mình thì cũng người lớn mà, mình nói thôi con từ từ đi, cái gì cái thì giờ con nghe lời thử trước cái coi sao, bây giờ con cứ việc nghe lời gì hai con đi làm đi, rồi cái thằng này nè thì lo làm ăn kiếm tiền đi, rồi từ từ để bả cho thì mình bước tới, chứ đừng có đi như vậy. Không, cái tánh bả con biết nữa nè, đi là đi, một hay đi. Trời ơi, hai đứa nó xách cái xe chạy đi, cái tôi ngồi sụm xuống luôn. Nghĩa là giờ bên mẹ nuôi con biết là con về đây ở luôn chưa? Biết rồi, biết. Ở đây nhưng mà có điện kêu qua mà chưa có qua. Con qua đi, dù sao cũng mẹ nuôi mình ha, mình cũng là có lỗi, mình bỏ mẹ nuôi, nói gì nói mẹ cũng nuôi từ 4-5 tuổi rồi ha. Chú nghĩ rằng rồi mẹ cũng sẽ hiểu, tại vì mẹ sợ là chồng con là gái gú này kia bỏ con thôi. Con ở với chồng con mấy năm rồi đúng không? Con thấy chồng con tốt không? Tốt. Bây thương giờ con hả? Không? Bây giờ mình thương mẹ chồng thì cũng thương mẹ nuôi của mình nha. Khi mà chính thức làm dâu nhà mình đó thì hai mẹ con có hợp nhau gì không? Cũng thấy nó khờ quá thì cũng không có chấp nhất gì hết trơn á. Nó muốn nói gì nó nói rồi, cũng qua la chứ không có bắt bẻ, không có khó dễ nó. Nó có nấu nướng gì lo cho gia đình gì không? Bây giờ thì biết nấu rồi, chứ hồi lúc mới về không biết gì hết. Nó giữ con nó còn thấy không xong nữa đó. Qua nhà nó cái thấy đồ đạc cũng không được sạch sẽ, mùng gối nó cũng đóng bụi rồi, nói con ơi con có con nít con kỹ chút, con lấy ba cái đồ này con đi giặt đi cho nó sạch sẽ, có con nít mà mình không khéo là nó bị tay chân miệng đó con. Đúng rồi, cái nó nín thinh nó không trả lời cho vốn. Cái tôi suy nghĩ chắc là không có tiền mua xà bông, thôi để ngày mai đi chợ mua bịch xà bông đem về cho nó, rồi xong thay gì á nó là con dâu mà nó hỏi mẹ chồng đúng không. Nó hỏi ba chồng qua cái nó hỏi cha ơi cha giặt đồ sao cha. Chắc hỏi mẹ, sợ mẹ la nó. La gì mà la, mình tại nó không hiểu thôi. Dạ. Nó sợ hay nó làm sao nữa, hay là mình la nó, mình kêu nó ghét mình, nó đài đỏ nó ghét luôn á. Không, lúc ở với bà dì nuôi á là hả không có giặt đồ, tại bà giặt mới giặt không à. Đâu giặt không giặt đồ luôn. Con có biết nấu nướng gì cho mẹ chồng ăn không? Hồi lúc mà không biết, giờ thì biết rồi. Nhưng mà mẹ ăn không có giống như con nấu, giống như là món con thích mà mẹ không thích. Khác. Mẹ thích ăn cá mà tùy theo cá mẹ mới ăn. Rồi con nấu rồi mẹ ăn được không? Nấu thì ăn được, nhưng mà có cái hơi lạc á, mẹ nói là thêm nước mắm vô tí cho nó mặn á, dễ ăn. Mẹ nói gì đó. Rồi con có thêm không? Có. Vậy cũng mẹ tốt nói, rồi. Nói xong thì để lên bếp tự làm, con làm theo ý mẹ kêu đó. Nó khờ quá cô. Nó khờ dữ lắm chú ơi. Nó rồi lớn lên chăm sóc con cháu thì ai chăm sóc cô? Không, nó cũng chăm sóc, nhưng mà nó chăm sóc kiểu của nó không có bằng ai hết, cho nên con ốm nhôm mà. Nó chăm sóc làm sao? Con chăm sóc con làm sao? Thì nấu cơm cho nó ăn bình thường như hàng ngày, thì uống sữa, con mua sữa cho nó uống vậy đó. Nhưng mà nó ít quá, nó uống sữa cũng ép mà ăn cũng ép nữa. Nó mấy tuổi? 4 tuổi. Mà thường là em có hỏi người ta cách chăm sóc con không, hay là em tự chăm sóc theo ý mình? Tự ý không à. Trời vậy hả? Rồi sao biết gì đâu mà chăm sóc? Tại vì hai chồng muốn con trọ ở á, thì hai chồng tự lo. Chứ sao không hỏi mẹ? Sao không gọi điện thoại hỏi mẹ? Có, tôi cũng có qua nhà nó ha. Nó riêng cái hỏi cho em ăn gì vậy con? Cháu ăn liền. Sáng cháu ăn liền, trưa cháu ăn liền, chiều cháu ăn liền. Còn nhỏ xíu lúc đó chắc tuổi mấy à. Cái nói con ơi con cho nó ăn vậy sao có chất.
con phải nấu cái này rau củ đồ con sắt con nhuyễn con nấu cháo cho em ăn rồi thịt cá rồi con cho ăn cháo liền không nóng lắm. Sao kỳ con cho con cho nó ăn cháo liền không vậy? Nó ăn cái đó thì nó ăn còn mấy kia nó không chịu ăn. Nó làm gì nó ăn riết quen. Đúng là gái nó cũng hơi dâu hơi khờ á. Có bao giờ mình buồn nó gì không cô? Nó khờ thiệt tình không không nó nói chứ muốn buồn cũng không buồn. Tự vì nghĩ nó mồ côi mẹ từ nhỏ tới lớn rồi thấy thương quá thôi nó khờ thì thôi từ từ mình nói mình dạy nó. Dạy nó nghe không? Nó nín thinh không biết nó nghe hay không nữa. Có nghe không con? Có. Có nghe hả? Dạy dạy nói thì nín thinh à. Mẹ nói thì con đâu biết nói gì đâu thì mẹ nói thì con em nín con đâu có nói gì đâu. Con có sợ mẹ chồng không? Thấy sợ sợ tại vì mẹ ít nói mẹ không có nói nhiều. Vậy có đâu sợ mẹ ít nói gì đâu sợ. Cái gì muốn họ muốn làm gì á đâu dám hỏi mẹ đâu hỏi cha mà. Nó khờ tới nỗi ha mà thằng chồng mà đi nhậu ha ở nhà còn có 90 ngàn à chồng điện về em ơi còn tiền không anh đang nhậu ngoài đây nè còn tiền không còn 90 ngàn đem ra đưa chồng hết ngày mai không có 1 đồng xu ăn cái mới dạy nó nói con sao con khờ dữ vậy có nhiêu tiền con đem nó nhậu thì nhậu cũng nhậu nhậu không phải con không cho nó nhậu cho nhậu vừa phải cũng để chừa tiền ngày mai ăn uống chứ. Con cãi nhau trời chồng đó con coi ý biết không mẹ chồng kế bên nè nấu xong qua múc về múc về mẹ chồng là người gần gũi con nhất mẹ chồng rất là thương con đó thôi cố gắng coi tại nó khờ quá con ha hôm nay chồng con có gửi cho gia đình một lá thư để chú đọc coi gì đây kính gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu con nghe nói mẹ và vợ đăng ký mẹ chồng nàng dâu con rất là vui do điện thoại con bị hư, con không có quay clip được nên con viết thư này gửi cho chương trình mẹ chồng nàng dâu. Mẹ ơi, vợ con nó khờ quá. Con xin mẹ đừng có buồn, con và vợ con hứa sẽ cố gắng là không để mẹ buồn nữa. Nhân dịp chương trình mẹ chồng nàng dâu, con mong muốn mẹ và vợ con đừng xảy ra những mâu thuẫn, những chuyện buồn nữa. Con yêu mẹ và vợ rất nhiều. Con mong muốn gia đình mình nhiều hạnh phúc. Con rất yêu gia đình. Con cũng đã viết vậy đó. Con thấy sao? Hồi nào giờ á mẹ con đâu khi nào mà nói chuyện yêu thương gì gì đâu. Bây giờ nghe cũng cảm động dữ lắm. Hôm qua giờ hồi hộp không biết con trai viết cái gì để lên để nghe. Nghe xong cảm động ha. Có bao giờ chồng con nói yêu con chưa? Có, lúc xỉn rượu vô mới nói. Xỉn rượu. Tỉnh không có nói, tỉnh hèn lắm. Xỉn rượu vô cái gì cũng nói hết á. Xỉn vô nói sao? Xỉn vô nói gì à, anh thương em lắm á. Xỉn rượu vô lần nào cũng nói hết á. Chứ bình thường không có nói? Không, bình thường không có nói. Cô ơi, cô có mong muốn nhân thay đổi cái điều gì không cô? Thì giờ cũng mong muốn cho nó khôn ngoan lên rồi nó lo, biết lo cho chồng, lo cho con, rồi phụ chồng giúp kiếm tiền bạc sống. Để mà mai sau này lo tương lai cho con cái năng học. Chứ giờ mình đâu có sống hoài đâu. Già lớn tuổi rồi mong vậy thôi. Cho con nó có mong muốn điều gì được với mẹ chồng không? Nên con mong muốn là hả à, con có làm gì sai á mẹ nói thẳng với con đi. Chứ mẹ đừng có nói bên mẹ đừng có im im. Con không có biết con biết đường không biết đường sửa nhiều sai khi, nhiều khi muốn rầy lắm á chú nhưng mà thấy tội. Đúng rồi. Cảm ơn con rất nhiều. Câu chuyện ngày hôm nay thì nó cũng chưa có gì quá đáng lắm nhưng vấn đề chỗ nào con phải học mẹ có gì không biết con phải hỏi rồi nhớ lâu lâu tuần nào về thăm mẹ nuôi mình cái trời nha. Ơi tôi kêu nó điện thoại hoài đó chú phải điện thoại con nghe con là chú đi được con điện. Mẹ con mẹ nuôi con theo chú nghe được là chú biết là mẹ nuôi con cũng thương con lắm á nha con có nhớ mẹ nuôi không nhớ nhớ không mẹ nuôi nhớ con đó nha đừng có bỏ đi lâu như vậy nha con nha. Mẹ chồng cũng thương con, mẹ nuôi cũng thương con. Và những tình thương yêu đó mình đừng có lãng quên. Mình phải chăm sóc nó ha. Nhớ như điều chú dặn nha. Dạ. Bây giờ là gửi tặng gia đình một kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc gia đình hạnh phúc và thành công nha. Cô cũng cảm ơn chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mời cô ngồi. Dạ, dạ chào cô, chào chị. À, mời ngồi. Dạ. Hôm nay là một ngày mình có thể chia sẻ thoải mái với cô nha. Dạ. Cô cũng cho phép con dâu nói lên những cái suy nghĩ của mình. Dạ. Dạ. Bây giờ cô có thể giới thiệu cho chúng con biết được là cô tên gì? Dạ, tôi là Trương Thị Ngọc, sinh năm 1958, ngự trú tại Bình Dương.
Công việc của tôi là làm trong công ty, nhưng mà cũng gần chắc tuổi về hưu rồi. Dạ, lời đầu tiên thì chào anh Quyền Linh, dạ. Chào chị Lê Lộc và chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Phạm Thị Hường, dạ. Năm nay 28 tuổi rồi, đang sinh sống ở Bình Dương, nhưng mà làm dâu của mẹ được tính đến nay là 4 năm 4 tháng rồi. Mình có bao nhiêu bé rồi chị? Hiện giờ có 2 bé, một trai một gái rồi. À dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp mặt con dâu tương lai đó, cô thấy thế nào? Hồi đầu tiên thì con nó dẫn về, nó giới thiệu, thì nó nói mẹ vậy có được không? Cái mẹ mới nói là, mẹ nói cái này là sống về con đó, là cũng như là hợp ý con, là hợp ý mẹ, chứ đâu có phải như hồi xưa đâu mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cô nhìn con dâu cô có đánh giá thế nào? Thì nói là cũng ở chung một tỉnh ở ngoài á, thành thử ra cũng như cái ý mà ăn ở này kia thì nó cũng hiểu hết rồi. Chứ ở tỉnh nào? Tỉnh Bình Định. À. Dạ. Trước khi về làm dâu á chị, là chồng có nói cho chị nghe những cái tâm lý của mẹ chồng như thế nào không? À, có, thì lúc đó là chồng hay nói là cha mẹ dễ tính lắm, không có khó gì hết đâu, em cứ bình thường, em cứ yên tâm. Có gì thì cứ nói với chồng, chồng nói cho, chứ không có việc gì phải sợ. Nhưng mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng mình có ấn tượng gì không? Dạ, lần đầu tiên gặp mẹ chồng, trong đầu em nghĩ là ô sao nhìn mẹ bự quá. Tại vì hồi nhỏ giờ má em thì cũng vừa người thôi, không có bự, mà mẹ em vừa bự chiều cao mà vừa bự chiều rộng. Nhưng mà chị thấy mẹ có khó không? Lúc mới đầu gặp thì thấy cũng sợ lắm, tại vì mẹ bự con á. Dạ. Nhưng mà sau này về ở rồi thì nó đỡ sợ. Yêu bao lâu thì cưới? Rồi yêu nhau là cỡ 5 năm là cưới. Cũng một quá trình rất dài ha. Dài. Khi mà cưới nhau về đó thì cô thấy như sao? Cái nếp sống người quê tôi á thì nó cũng thuộc hết rồi, thành thử ra bây giờ nó sống thấy cũng bình thường, chứ không có cái gì. Với hơn nữa tôi rất là dễ, thành thử ra dâu về ở tôi mà không được, không ở ai được hết. Dễ sao cũng được hết trơn luôn hả? Thì mình sống theo thời đại giờ mà, chứ đâu phải như hồi xưa mẹ chồng mình đâu. Mình thấy mẹ chồng mình khó với mình chừng nào, bây giờ mình dễ với dâu chừng đó. Tại vì mình trải qua cái thời gian đó nó khó khăn á. Hồi đó mẹ chồng cô khó lắm hả? Khó lắm, cái lời ăn tiếng nói hay là cái gì mà môn phong lễ giáo là má là số 1 đó, đi thưa về trình. Đó là cái quê ngoài đó nó vậy đó. Mà nó thì cũng ở quê ngoài đó, thành thử ra nó về nó sống cũng hợp ý. Cũng không có cái gì mà xảy ra to tát hết trơn á. Em thích điều gì ở mẹ chồng em? Mẹ chồng em thích nhất là cái mẹ rất là thoáng tâm lý. Nhiều cái ông xã em không có cho làm đâu, nhưng mà có mẹ chồng em nói là tôi thấy bình thường mà người ta cũng vậy, cứ để cho nó làm vậy đi, và em cứ làm theo mẹ chồng em thôi. Còn có cái gì mà chưa được thích ở mẹ chồng không? Không có gì không thích. Nhưng con dâu mình có tật xấu gì mà cô hay la cô? Nó thì không có tật xấu gì, nhưng mà điều nó đi làm gì á thì nó mệt á, thì nhà cửa nó không được gọn gàng chút xíu thôi, chứ còn ngoài ra nó cái gì cũng ok hết trơn, không có gì xấu hết. Chỉ có bê bối chút xíu. Bê bối chút xíu, tại vì giờ làm mệt quá, thành thử ra ăn chén cũng thảy đó, làm gì cũng thảy đó, thì mình thấy vậy mình dọn. Dọn hoài vậy đó hả? Thì mình nhiều khi tôi cũng la chứ, nó cũng biết cái lỗi nó không làm thinh, nó không có trả lời. Thì về là chui vô mùng mà nằm, tại vì mệt á. Tại những cái câu chuyện đó đôi khi mình không để ý đó. Yeah. Thì mình dễ làm bầu buồn lòng cái người lớn tuổi lắm. Để xem còn cái chuyện mâu thuẫn nào xảy ra nữa không nha. Mời người thứ ba xuất hiện. Có một số cái chuyện cũng làm mình rất là đau đầu. Lúc trước á thì chưa có baby á, mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì xảy ra. Sau này khi mà sinh ra bé đầu tiên á, mẹ thương theo một kiểu khác, mà ông bà nội thì lại thương một kiểu khác. Cho nên là giữa hai thế hệ á, nó có một cái sự kiểu như là không hiểu nhau lắm. Mỗi lần mà mẹ rầy la mắng á, khi mà trẻ nó sai á, thì ông bà nội á, thì nói chung là bên cháu. Cho nên là hai người có sự, nói chung là lời qua tiếng lại khoảng chừng 2 ngày á, là hai mẹ con không nói chuyện với nhau, đứng kẻ giữa. Lúc đó thật sự mình cũng chả biết làm sao cho được vẹn tròn cả hai bên.
Coi như lúc là giận nhau đến 2 ngày luôn cô hả? Vậy chứ, hỏi chú vậy mà mình thương cháu rồi chết luôn mà. Cái thằng nhỏ nó mới có 3 tuổi à, biếng ăn. Ông nội nó đút kia nó không chịu ăn á. Kia nó lôi vô trong buồng á, nó khóa cửa lại. Nó cho nhỏ ăn mà nhỏ nó khóc, nó đâu có chịu ăn đâu. Nó ở hoài mà kêu mở cửa nó không mở. À, lúc đó là tôi giận lắm rồi nha. Cái bắt đầu tôi mới kêu ổng thôi, giờ ông vô ông lấy chìa khóa ông mở ra cho. Nó khóa cửa chổng rồi nó không cho nhỏ ra. Ổng mở rồi bắt đầu tôi bồng nó ra hen, mà tới chiều nó còn thúc thích á. Rồi cái tôi nói mời mốt hen, mà có một lần thứ hai nữa là tao bỏ luôn á. Mà nó nhốt ở trong đó vậy, như chú giận mấy ngày. Chắc tuần lễ quá. Tôi giận 2 ngày là ít đó. Ít đó, con giận luôn à. Rồi cái chồng nó nói bây giờ mẹ vậy á, chứ hồi đó bà nội với em ở được ngày một á. Đó. Tại sao hôm đó lại đóng cửa rồi? Tại vì con em á, nó biết ông bà nội thương nó, binh nó. Nên là đánh nó là nó chạy kêu ông bà nội à. Nên là em biết rồi nên em tức quá em đóng cửa lại. Nó khóc nó la quá trời la luôn. Em vẫn không có mở cửa, em không có tha cho nó luôn. Em cứ bắt nó đứng nó vòng tay rồi ấp mặt cho tường á. Nó tức nó khóc mà nó ré. Lúc đó ba chồng với mẹ chồng gõ em cũng không mở luôn. Không mở luôn. Rồi. Tại vì chắc là do là sợ là chiều sẽ bị hư. Em tức lúc đó em tức con em tức nó lắm luôn á. Mà nó còn nhỏ mà. Nhưng mà tức lúc đó không sợ ông bà và chồng buồn hay sao? Lúc đó em tức quá rồi em đâu tức đâu nghĩ ai buồn đâu à. Em tức con em quá rồi em quýnh nó em khóc nó thôi cho nó khóc thôi chứ sợ thằng nhỏ nó hư chứ không phải là buồn ba mà mẹ quên đi là ba mẹ chồng đang đứng ngoài kia gõ cửa bằng mọi cách phải mở cửa đúng không? Yeah. Tức con mình xong rồi mẹ giận cái mình cũng im sao à, 2-3 ngày sau mới nói chuyện lại với mẹ đó. Ai là người nói chuyện trước? Em nói chuyện trước. Em thấy mình có lỗi chưa? Mình cũng thấy mình hơi quá một xíu. Nên là nói chuyện với mẹ trước. Nhưng rồi bây giờ thì hiểu nhau rồi đó. Dạ. Thì con nó có hư thì mình la. Rồi ông bà nội cũng biết ý á. Ông bà nội cũng binh nó ít thôi, không có binh nó nhiều nữa. Nên bây giờ la nó là nó sợ rồi. Nó không có một hai ông bà nội nữa. Qua câu chuyện giận nhau 2 ngày như vậy thì mình cũng rút ra một bài học kinh nghiệm. Có chuyện gì thì cũng chia sẻ với nhau. Chứ 2 ngày không nói chuyện vậy thì đúng ra cũng tạo khoảng cách hơi xa đấy ha. Đúng rồi. Không nói chuyện khó chịu lắm. Nhưng mà giờ biết rồi thì hiểu nhau thôi chứ không có giận nhau nữa. Để xem người thứ ba mong muốn thay đổi như thế nào giữa mẹ chồng và nàng dâu. Mong muốn của mình á, vợ thì nên thay đổi về chuyện bếp núc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vợ nói chung là quan tâm gia đình nhiều hơn. Còn riêng với mẹ mình á, thì mình cũng mong muốn là mẹ nên để ý cái thái độ với lại cái cảm nhận của con cái nhiều hơn. Để qua đó là hiểu được con dâu nhiều hơn. Tại vì nói chung là cũng vợ mình về đây làm dâu cũng được 5 năm rồi. Nhưng mà cái sự hiểu nhau giữa hai người á, nói chung là cũng chưa có đến cái kiểu như là hiểu nhau lắm. Đó thì mình cũng mong muốn là mẹ mình với lại vợ mình thì lúc nào cũng hiểu nhau để gia đình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Thì tôi thấy cũng hài lòng. Thì giờ mình nó nói vậy để cái gia đình mình nó im ấm hạnh phúc là vậy là đúng chứ không phải sai. Em thấy chồng mình nói vậy đúng không? Chồng em nói ra cái gì cũng đúng ý hết á. Chồng không có thiên vị mẹ hay thiên vị vợ. Ví dụ như mẹ sai thì chồng nói chuyện với mẹ, còn vợ sai thì chồng nói chuyện với vợ rồi kêu vợ đi xin lỗi mẹ, xin lỗi cha thôi. Trong gia đình chồng rất là có chính kiến luôn. Vậy có điều gì mà chị muốn mẹ chị thay đổi không? Mình thì mình thích nhất là cả nhà cùng đi chơi rồi đi du lịch này kia đó. Nhưng mà mời cha mẹ đi không bao giờ cha mẹ đi. Ủa sao vậy bác? Tại vì lớn tuổi rồi thấy mệt mỏi á. Thôi hai đứa đi đi, hai đứa cháu đi đi. Chứ mẹ mệt á, mẹ nghỉ. Ý vậy chứ không phải là muốn chia rẽ con dâu gì hết trơn á. Thì lâu lâu á, mình tự nấu nướng rồi có thể cha thì, mẹ cùng ăn chứ. Rồi cái đó thì có, chứ còn rủ đi thì ít khi tôi với ổng đi lắm. Dạ. Qua câu chuyện thì cô Linh cũng xin chúc cho cô với lại em sẽ càng ngày hiểu nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Để có thể không có những cái khúc mắc trong cuộc sống ha. Dạ. Hôm nay em hứa gì với mẹ đi? Thì hứa với mẹ là con sẽ thay đổi tốt hơn, bày bữa ít hơn, nấu ăn nhiều hơn, nhưng mà ngon hơn thì chú biết. Rồi hai mẹ con em chặt với nhau nào.
à, mình ôm chặt nhau, mong rằng sự gắn bó của gia đình ta nó sẽ bền vững mãi mãi thôi nha. Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ, chúc em hạnh phúc. Dạ, dạ, cảm ơn nha. Chương trình có phần quà lưu niệm kính gửi tặng cho bác và chị. Dạ, con chúc bác và gia đình luôn gặp nhiều sức khỏe. À, tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Dung. Năm nay 62 tuổi, tôi đang làm ở Ủy ban dân phường Đà Cao. Mời em. Em tên là Trần Ngọc Chánh, năm nay em 37 tuổi, đang làm cho trung tâm thẩm mỹ. Mình nói chút xíu về lần đầu tiên gặp gỡ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Dạ. Yeah. Mời cô. À, lần đầu tiên thì thấy cô ấy có vẻ mộc mạc mà hơi lụm thượm. Tại vì không có trang điểm, không có gì hết, coi như là không có chạy chuốt. Ý mình nói như vậy. Vậy là tốt chứ. Dạ. Nhưng mà lại hơi lụm thượm. Vậy là mặc quần áo hơi lụm thượm á. Cái ấn tượng đầu tiên là thấy cô ngồi cắn móng tay là mình không. Trời ơi. Đầu tiên gặp mẹ chồng cắn móng tay là mệt rồi đó. Tại vì cổ có cái thói quen là cổ hay cắn móng tay vậy thôi mà chính là sau này bảo cũng la hoài. La chứ ai cắn móng tay. Có bữa nào cô bắt gặp cắn móng chân không? Trời ơi, cái này là hơi quá đó. Chị, cho em hỏi chị tí xíu là cái tâm lý của chị khi mà lần đầu tiên đến gặp mẹ chồng và chị chuẩn bị cái gì cho mình? Mình nghe em xã nói là mẹ dữ, mẹ khó tính vậy đó. Thì mình sợ gì? Lắm. Không biết chuẩn bị gì đâu. Không chuẩn bị gì hết. Thành ra lượm thượm. Chị cho em hỏi là cái thời gian chị với ông xã quen nhau là bao lâu thì mới đến kết hôn? Mình quen 16 năm. Rồi kết hôn là khoảng bao lâu nữa? 12 năm. Tới đến nay là 18, 19 năm. 18 năm luôn hả? Vì quá trình rất là dài. Dạ. Vậy thì em thích điều gì ở mẹ chồng em? Em thích mẹ ở cái là mẹ người phụ nữ hướng ngoại, tức là đảm việc nước, giỏi việc nhà nữa. Tức là ra xã hội mẹ rất là song sáo, tiên phong đi đầu. Mẹ thông minh lắm và mẹ rất là nhạy bén nữa. Mẹ lại là học trò mà thông minh nhất, vi tính thông minh nhất của mình ấy, đầu tiên. Hai mẹ con hợp nhau về cái điểm nào nhất? Hay giúp người, nhưng mà tôi giúp người là có căn bản. Thí dụ tôi giúp cái người đó nhưng mà tôi biết cái người đó hoàn cảnh khổ, chứ không phải giúp để người ta làm biếng. Nhưng mà cô này thì không ạ. Cô này ai khóc là được. Không cần tìm hiểu. Phải không chị? Đúng, rõ là như vậy luôn. Đó là một cái, nói chung là cái dở của mình đấy. Đó là những cái điều mà rất là hợp ý nhau. Mặc dù nó có hơi xa chút xíu thôi mà không đáng kể. Từ từ rút kinh nghiệm thôi. Còn cô không thích điều gì ở con mình? Trong cuộc sống thì nó cũng có những cái mà mình cũng không hài lòng về con dâu mình lắm. Chẳng hạn như đồ mình mua về mình đã già rồi, hay quên. Để đó con này đem cất đi, cất mình quên luôn. Kể cả thức ăn cái gì để thúi luôn mình cũng không nhớ. Có gì nào nó lên cao cao. Nói không được. Thì cô này là mang thai. Thì đến khi cô này sanh, ở với mình cũng chăm sóc, cũng cơm nước được khoảng chừng gần 2 tháng. Thì cô chứng lên đòi đi về bên nhà của cô ấy. Thì thế là tôi bực mình, tôi kêu xe taxi đưa cô đi luôn. Lúc mẹ chồng kêu taxi chở đi luôn rồi em nghĩ. Khoái chứ. Khoái hả? Cười khoái lắm. Hết khóc liền. Không phải, tại vì lúc đó các cô nói rằng là sanh đẻ phải ở cữ, phải nằm thang, phải chăm này chăm nhỏ. Thì mẹ thì nói là không có nằm thang rất nguy hiểm. Cái các cô mới nói như vậy không có được. Hồi đó giờ mấy cô đẻ chữa bao nhiêu đứa rồi phải như vậy. Nên là em mới nói với mẹ là thôi cho em về để mấy cô chăm cho. Người này một tiếng, người kia một tiếng, nhiều người chăm hơn là đỡ cực cho mẹ chồng hơn. Nên là con không biết là lúc đó là mẹ buồn về vấn đề đó. Em muốn về nằm thang, em bỏ mẹ chồng em về. Bây giờ nói tới vấn đề nằm thang. Cổ đòi mua một cái giường rồi để than ở dưới, mà than bây giờ rất là độc. Mà tôi là làm y tế tôi không chấp nhận. Đúng rồi. Vì than rất là độc, cái khí nó bay lên em bé sẽ bị bệnh. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa, cô đòi hơi cái than vô mặt như gì nó sẽ nám mặt, nó sẽ mất đi cái đẹp, vẻ đẹp của phụ nữ. Thì một bữa nọ tôi đang ở nhà, có một con bé bán vé số nó vô nhà nó bán. Tôi thấy nó rất là trẻ, hai cái mặt nó đen thui. Hỏi tại sao con bị nám, nó nói là con không biết, con nghe lời người ta hơi than vô mặt rồi nằm than quá trời, lưng con cũng đen luôn. Kêu cô xuống liền. Con sẽ thấy cái hậu quả của nằm than. Thấy chưa? Đó, mày biết có một sự thật là khi em về đến đó em có nằm than. Đó, muốn về để nói cho nó lý do nằm than thôi. Chỉ sợ bị xấu mà mình mang cái tiếng là mẹ chồng không có lo cho nàng dâu. Đó, lúc đó tôi cũng rất là tức. Nhưng mà thôi kệ, để đi một thời gian sẽ tự cảm thấy hối cải, sẽ tự quay về. Rồi sao quay về? Dạ, tự quay về hả chị? Nằm than rác quá rồi quay về. Không, em gì vô nằm, không có nằm. Thấy rồi, sợ rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe người trong cuộc nói về cái sự khó xử giữa mẹ chồng và nàng dâu. Lúc mà ba vợ của vợ anh mất á, thì mẹ vợ anh thì thường xuyên không ở nhà. Lúc con nó thì còn nhỏ, cháu cháu còn vợ thì đi suốt, nhưng mà phải thông cảm tại vì ba đang bệnh nặng. Cái đó là cái mà đẩy hai người ra xa nhất. Nói chung thì
cái đó là mình không có nào gọi là bên nào đúng bên nào sai cả. Và vợ thì nói đỡ cho mẹ, gặp mẹ thì nói đỡ cho vợ. Thì chính như vậy nên có, sau khi cái giai đoạn đó là vợ chồng mình dọn ở riêng. Đây có cái chuyện là lúc mà ba em bệnh đúng không? Dạ. Thì cái sự hiểu lầm của mẹ chồng như thế nào? Thôi bây giờ nói luôn cái vụ đó. Nó dạ. là từ bấy lâu nay chưa bao giờ nói. Dạ. Khi ba chánh bệnh á thì mình không có ngăn cản cái chuyện con cái nó hiếu thảo. Nhưng mà có một điều là tại sao mình giận dữ là cái thời gian mình đang làm việc cơ quan thì tất cả đều bấm điện thoại lên, ba chánh mất rồi, riêng mẹ chồng không hề biết. Thì tất cả những cái điện thoại trâu lại với mình hết, cô có thấy gì không? Có phải mình là người ăn ở ra như thế nào? Tại sao nàng dâu không nhắn tin, không gọi điện? Từ đó tôi giận. Vì nguyên nhân là Chánh không báo tin với mình. Đáng lý ra một đứa con dâu khôn thì phải báo cho cha mẹ chồng mình biết trước. À, ba con mất rồi mẹ ơi. Dù có giận mẹ mình chín xe 10 vàng đi chăng nữa, cái đó là cái lễ phép ban đầu mà cái tin, hung tin đó phải báo cho gia đình trước, cho xui gia biết trước. Đằng này nó không báo, đi báo cho cơ quan hết, ai biết người ta cầm cái điện thoại ta đưa, phải mình mất mặt không? Chỗ đó tôi giận, hết sức giận. Cái giận nhất trong đời tôi là chuyện đó. Nhưng mà sau này mỗi lần đám giỗ ba thì Chánh cũng năn nỉ mẹ về, cho nên sau này tôi cũng xóa bỏ cái đó, tôi cũng về dự đám giỗ nó thì thôi, cái chuyện nó qua rồi. Nhưng mà tại vì báo nói là nguyên nhân bây giờ sao? Mình giải quyết luôn chuyện đó luôn, bởi vì nói nó vẫn còn một cái sự ấm ức. Lý do tại sao mà không báo với mẹ chồng? Tại lúc đó em không có nghĩ rằng em phải nhắn tin cho mẹ, vì chồng của em phải là người nói với gia đình. Vợ thì báo cho người quen của vợ, rồi mạnh chồng phải báo người trong gia đình với nhau rồi, nên là em không nghĩ đó là sơ sót, nên là cái việc đó là em cứ chủ quan. Thì hôm nay mẹ đã nói điều đó, dạ. Thì em nói gì với mẹ để thì thực sự con không nghĩ là mẹ lại giận con vì cái chuyện đó. Giờ mẹ nói giận thì mình cũng hơi bất ngờ đấy. Tại vì mình nghĩ trong sâu thẳm mẹ giận mình không phải chuyện đó. Mẹ nghĩ là giận mình là chắc là vì mình hậu đậu hay gì đó, mình vẫn chưa hoàn thiện mẹ. Thì hôm nay trước mặt mẹ em có thể nói với mẹ điều gì? Thật sự thì con cũng không nghĩ là mẹ là chị Duy vẫn nhận cái tin nhắn đó mà mẹ không về dự tang ba hay là mẹ không ấy. Thì nếu như là cái sự vô tình của con á để lệ là ấm ức trong lòng mẹ từ bao lâu nay, thì mẹ cho con xin lỗi mẹ hôm nay. Thì con có những cái lỗi lầm khác con sẽ cố gắng để mà mẹ con mình á là có một cái cuộc sống hạnh phúc mà bên nhau. Bởi vì vậy nè, cái đi cúng tế xui gia nó rất là quan trọng, phải lễ nghi đàng hoàng. Hồi xưa là bà ngoại Chánh mất á, lúc đó là hình như là cưới nhau chưa Chánh? Dạ chưa. Bà ngoại mất chưa mà tôi đi lễ đàng hoàng tử tế như một xui gia đi lễ nhau. Nhưng mà ba Chánh mất tôi không đi là tôi giận cái đó, giận cái là tại sao con dâu mình nó coi mình không ra gì á. Yeah. Nó báo tin cho thiên hạ mà mình không biết, người ta nói mình chắc bà này bà ở nhưng dâu ác lắm nên bà nó chết nó không báo. Thời gian qua em cũng ức mẹ vì vấn đề không đến dự ba, thì em cũng có buồn. Em buồn từ bao nhiêu năm nay, con nói thật, lúc đó con đã nghĩ rằng nếu như lúc đó mẹ cứ đi lễ cha con theo cái tình cảm của mẹ với cha con, rồi cái lỗi lầm gì của con chính xe 10 vàng gì đó mẹ có thể nói sau đó, thì có lẽ là trường 5 năm qua con với mẹ đã có những cái không phải gián đoạn một cái thời gian để phải mất thời gian là phải có cuộc sống riêng ở chung rồi gắn bó rồi anh bảo phải hàng gắn, thì nó mới có một cái hiểu nhau như bây giờ, để có những cái gọi là xí xóa như bây giờ, để rồi mẹ con mình có thể hiểu nhau hơn. Tức là mẹ con mình đã đánh mất cái việc đó trong một thời gian dài. Cái chuyện này nói tóm lại là cũng không phải ai sai cả, nhưng mà có thể hiểu lầm nhau. Dạ. Với lại bác hơi cũng cũng hơi nóng tính chút xíu. Dạ. Ha, với lại như bác trải qua phẫu thuật đúng không? Nhiều cuộc phẫu thuật đúng gây không? Gây mê nhiều lắm. Nào chưa? Thì cũng đỡ rồi. Ủa sao chú lại hỏi vậy? À, người mà trải qua nhiều phẫu thuật á, nhiều lắm, gây mê có, nhiều gây mê nhiều thì gây mê sâu luôn á, thay đổi một số cái đúng, tính tình chính xác rồi. Dạ. Thì em nghĩ là như vậy thì thôi, không nên trách mẹ mà làm thì mình cũng nghĩ như vậy, nên là bây giờ mình mới sống với thôi hai mẹ con giờ nói là bây giờ đó ta hai mẹ con nắm tay chặt lên nào. Nói gì đi, xí xóa nhau. Nhưng mà không có, đến bây giờ là không có còn chấp nhất nhau cái gì. Dạ. Rồi. Đó giờ mỗi cái gút mắt của mình với mẹ mình á, để mà giải tỏa được mình lúc nào cũng nghĩ về ông chồng mình. Tức là mình nghĩ rằng bây giờ nếu mà tách ông chồng mình ra, đó là còn là mối quan hệ độc lập với mình với mẹ thôi. Cho nên là thực sự ra mình cũng cảm thấy cảm ơn chương trình đã cho mình một cái tư duy mới. Tức là một cái cảm nhận mới, cảm xúc mới khi mà mình thoát ra khỏi cái cảnh tình cảm mẹ chồng nàng dâu đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời người trong cuộc gửi gắm dành cho hai mẹ con như thế nào. Anh thì anh chỉ có một mong muốn duy nhất thôi,
đó là em cố gắng tập trung nhiều hơn và quan tâm tới mẹ nhiều hơn. Tại vì mẹ, thật ra mẹ đã già rồi, sống mình không bao lâu nữa. Mình anh đã nói rồi, trong đời mình có ba cái mà mình phải quan tâm, đó là đừng có hối tiếc những gì đã qua, đừng chờ đợi gì chưa đến, và không biết quý gì đang có. Đó là mình phải biết quý gì đang có, đang còn mẹ thì mình phải thương yêu mẹ, chăm sóc mẹ, để mẹ cảm thấy là đẻ đứa con như anh ra, rồi có người vợ như em, rồi cảm thấy được hạnh phúc và đầy đủ. Anh chỉ mong muốn điều đó thôi. Em hãy tập trung, ngoài công việc thì còn thời gian lại tập trung cho gia đình, cho mẹ nhiều hơn. Con thì lúc nào thì con cũng thương mẹ nhiều nhất. Tại vì mẹ đã cực khổ với con, với gia đình rất là nhiều. Thì cái mà con chỉ mong có một cái duy nhất thôi, là khi mà có một việc gì mà xảy ra thì mẹ chỉ cần nói nhỏ nhẹ thì con sẽ thực hiện ngay tức khắc, không bao giờ để chậm trễ cái điều đó, và con sẽ lưu ý cái việc đó hơn, và con cố gắng như vậy. Thì chỉ cần như vậy thôi thì gia đình mình có thể là gần nhau hơn và hạnh phúc nhiều hơn. Chứ con biết là lúc nào mẹ cũng thương gia đình, muốn chăm sóc cho con, cho cháu này kia nó hoàn thiện nhất. Sau khi nghe người trong cuộc nói thế thì cái mong muốn mình với con dâu như thế nào hả cô? Thực ra thì sau khi mà một thời gian xa nhau do những cái gút mắt hiểu lầm, rồi đến với nhau thì cũng nhờ thằng con trai đó, thì thôi thì mẹ cũng mong muốn rằng con khắc phục những cái khó khăn, rồi lo cho chồng con nhiều hơn chút, rồi quan tâm tới bữa cơm gia đình. Thí dụ như là tỉa nhà ráng nấu món gì đó, rồi để mẹ với chồng con đi làm về có ăn tụ họp gia đình rồi trò chuyện chút. Thực ra là nhà này không có thời gian để nói chuyện với nhau. Đó thì mẹ mong muốn vậy thôi. Còn chuyện lo bao đồng thì bớt lại chút. Chỉ vậy thôi, chứ còn bây giờ sống với nhau đã mười mấy năm, con cái đã lớn, mẹ muốn không bao giờ muốn gia đình tụi con rạn nứt. Cho nên là con cứ yên chí, nói vô chứ không nói ra. Nhưng cái gì sai thì mẹ nói. Mẹ tánh thì hơi nóng, mẹ biết cái này khắc phục khó lắm. Mẹ phải nhìn nhận như vậy. Tại vì nó cũng ảnh hưởng từ cái đời sống của mình, từ khi bước ra lấy chồng, rồi người chồng không gần gia đình, để hết dồn dập lên mình, vừa kinh tế vừa con cái. Đâm ra mình phải cứng rắn, đâm ra tánh mình nó thay đổi. Chứ ngày xưa là cô học trường dòng ra, cô cũng rất là hiền hậu, nhưng gì thì giờ không còn tánh nó nữa. Bây giờ nó cứng rắn mà nó hơi dữ dằn. Đó, cho nên thì cũng nói thật như vậy. Thì mẹ chỉ mong muốn điều đó thôi. Còn em mong muốn điều gì ở mẹ chồng mình? Cho đến thời điểm này á, cái điều mà em mong muốn nhất là sao mà mẹ luôn vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc ở bên gia đình em. Và em chỉ mong là mẹ mình dịu dàng hơn, nhỏ nhẹ hơn. Thật sự là bởi vì mẹ cũng phẫu thuật nhiều lần, cũng thông cảm điều đó, cũng hơi khó tính chút xíu. Anh nghĩ rằng với mười mấy năm như vậy rồi thì chắc chắn rằng chúng ta đã hiểu tất cả mọi thứ. Vấn đề đây là mỗi người sẽ nhìn một chút để chúng ta có thể hoàn thiện, kết nối nó chặt chẽ hơn nữa. Cảm ơn cô với lại em rất là nhiều. Nào hai người hãy ôm thật chặt vào. Em hứa gì với mẹ, một câu gì một vui nào? Nói cho cứ ôm dữ đi. Là những gì mẹ chia sẻ ở đây, con sẽ cố gắng hoàn thành tốt những điều mà mẹ đã mong mỏi của con ở chương trình này. Rất là cảm động. Cô, hôm nay cô nghe con dâu nói thì cảm nhận thế nào? Từ khi về sống với nhau là khoảng là cũng mấy năm nay thì cũng hòa thuận nhau rồi. Cái chuyện này là kể lại thôi, chứ không phải là chuyện hiện tại. Cho nên là thôi, hy vọng rằng những gì con nói là con sẽ làm được. Còn những cái gì mà làm con buồn lòng mẹ cũng sẽ khắc phục. Rồi, chúc cô, chúc em thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.